con đến với Chúa, Chúa giàu lòng xót thương, với trọn niềm tin tưởng, với trọn niềm tin thác. Con đến với Chúa với bệnh tật thê lương, u buồn và nước mắt, xin Ngài thương ủi an. Hãy đến với ta, hỡi ai vất vả, ta sẽ đỡ nâng, bộ xương và thay hoa. Tản mạn cuối tuần thứ bảy 18 tháng 2 2023. Chào anh chị em và các bạn đến với tản mạn cuối tuần hôm nay ngày 18 tháng 2 2023. Mời anh chị em và các bạn lấy bài hát Giêsu là đường thương xót trong cuốn Kinh nguyện lòng thương xót trang 188 và chúng ta cùng nhau hát câu 1 và câu 2. Rồi kết thúc chúng ta sẽ hát câu 3. Có những con đường đi đến qua nhậu quán bar, có những con đường dẫn đến nhà nghỉ phòng trà, có những con đường đưa ta đến cùng quý ma, rồi cha gian tà bóng tôi phủ kín quanh ta. Giêsu là đường thương xót, là lòng thương xót, luôn luôn mở rộng cho ai chạy đến nương nhờ. Dù cho vất vả khó nghèo suốt đời khổ đau, van xin thân cầu Ngài thương thứ tha chữa lành. Có những con đường đưa đến bất hạnh khổ đau, đam mê xác thịt vinh hoa cùng với nhà lầu, có biết đâu rằng nhân sinh khác nào kiếp hoa. Sớm nhớ đêm tàn mong manh cuộc sống bao qua, Giêsu là đường thương xót, là lòng thương xót, luôn luôn mở rộng cho ai chạy đến đường nhờ. Dù cho vất vả khó nghèo suốt đời khổ đau, van xin thân cầu Ngài thương thứ tha chữa lành. Vâng, thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày 18, chúng ta đã trải qua được 4 ngày qua ngày Valentine là ngày 14 tháng 2 và 6 ngày kể từ ngày 12 tháng 2 chúng tôi cùng với anh chị em và các bạn làm chương trình mừng ngày Valentine, hát cho nhau nghe với Cà phê Khát vọng lòng thương xót, chủ đề là chúng mình yêu nhau. Anh cho tôi ly cà phê để tôi đọc cho anh chị em nghe những phản ảnh của các bạn về đêm hát cho nhau nghe như thế nào. Sao hôm vừa rồi hát cho nhau nghe hôm Chủ nhật 12 tháng 2 đông không? Đông vui lắm cha. Đông vui lắm à? Rồi có gì chuẩn bị để cho tháng 3 không? Thưa anh chị em, vào ngày 22 tháng 2 này, thứ tư là ngày thứ tư lễ cho. Sau đó thì suốt tháng 3 là mùa chay. Vậy thì anh em đã có chương trình gì để cho ngày tháng 3 phải không ạ? Tháng 3 tính làm ngày nào? Thưa cha, là quán chúng con là 19 tháng 3 này là có tổ chức chương trình cao nguyện. 19 tháng 3, Chủ nhật. 19 tháng 3 là lễ thánh...
Thánh gì biết không các bạn? Thánh gì? Thánh Giuse. Vâng, lễ Thánh Giuse 19 tháng 3 mà cũng là buổi chay. Mời anh chị và các bạn đến với Cà Phê Khát Vọng cũng 6 giờ chiều với chương trình chủ đề là gì? Nhớ không? Tôi tính làm gì? Dạ, quán chúng con vào ngày 19 tháng 3 thì tổ chức chương trình ca nguyện với chủ đề là Tôi là ai ạ? Tôi là ai? Thưa anh chị em và các bạn, mùa chay, mùa trở về với chính mình và tự hỏi coi tôi là ai? Có khi mình quên mất mình là ai rồi. Mời anh chị em và các bạn đến với Cà Phê Khát Vọng Chủ nhật 19 tháng 3, Tôi là ai? Phải không? Dạ. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Chúc các anh em khỏe mạnh, vui vẻ và phục vụ cho tốt nha. Thưa anh chị em và các bạn, vừa rồi thì chúng tôi đã làm một chương trình đó và nhận được một số phản ánh xin chia sẻ với anh chị em và các bạn. Thưa cha, chương trình Chúng Mình Yêu Nhau nhân ngày Valentine's Day quá hay và xúc động, đầy xúc cảm. Qua những ca khúc ca ngợi tình yêu và nhiều bản nhạc hòa tấu không lời làm cho tâm hồn mình nhẹ đi và con cảm nhận cuộc sống có ý nghĩa khi có tình yêu, mà đặc biệt là tình yêu trong lòng thương xót của Chúa, trong ánh sáng lời Chúa. Vì Thiên Chúa là tình yêu, vì tình yêu Thiên Chúa là lớn nhất mà Chúa ban tặng cho loài người, mà Chúa muốn chúng con phải yêu thương nhau. Đó là thánh ý của Chúa. Xin Chúa luôn ban cho cha nhiều sức khỏe, bình an và tràn đầy ân sủng của Chúa để tiếp tục hướng dẫn chúng con luôn yêu thương và hiệp hành với lòng thương xót Chúa. Dạ, con chia sẻ cảm nhận ạ. Khi con trên đường đi tới quán cà phê Khát Vọng, con chỉ nghĩ ngày mai, năm sau, tương lai không biết chuyện gì sẽ xảy ra như thế nào. Nên mình cứ đi trong lòng thấy vui là được. Và cũng tò mò Valentine's Day năm nay, chương trình Valentine's Day thông điệp gì? Vì coi trực tiếp thì hay hơn nhiều, cảm xúc nhiều hơn khi xem livestream ạ. Con xem xong con cảm thấy không còn tủi thân, vui hơn, yêu bản thân hơn. Khi yêu bản thân mình thì mới biết cách yêu thương mọi người. Vì tình yêu không phải chỉ là hai người, mà là tất cả mọi người, gia đình, cộng đồng, bạn bè. Cho dù bất cứ nơi nào, mình cũng không lẻ loi, cô đơn. Và quan trọng là có một tình yêu Thiên Chúa trường tồn mãi mãi. Con cảm ơn cha đã cho con và mọi người Valentine's Day thật ý nghĩa. Con đã coi chương trình mừng Valentine's Day ngày 12 tháng 2 năm 2023. Chủ đề Chúng Mình Yêu Nhau tại quán cà phê Khát Vọng Lòng Thương Xót. Con tên là Tú Trinh, người không theo đạo Công giáo, nhưng con tin Chúa ở trên cao. Trong cuộc sống, niềm tin rất quan trọng trong mỗi người. Hôm qua con được ơn Chúa nghe cha giảng. Con thấy bản thân không còn những suy nghĩ tiêu cực và con biết yêu thương bản thân mình và tràn đầy năng lượng cho con đường sắp tới trên hành trình con đi. Thưa anh chị em và các bạn, nghe xong ba phản ứng ấy, phản ảnh ấy, tự nhiên chúng tôi thấy rằng là mình đang đi vào con đường lòng thương xót đích thực. Vì giúp cho các bạn trẻ đến đây, họ thấy được chúng tôi chẳng nói gì nhiều về lòng thương xót. Những bài hát về tình yêu, những bài hát bất hủ, những bài hát về tuổi mới lớn, rồi những bài hát về tình yêu Thiên Chúa, rồi những chia sẻ mà người ta cảm nhận được đó là lòng thương xót. Họ cảm nhận được đó là điều hay. Mình không nói hết nhưng mà họ hiểu được, còn tuyệt vời hơn nữa. Có khi nói rã hơi ra họ chả hiểu gì, có khi nói hết hơi họ chẳng nắm được cái gì, có phải uổng không? Mà đây làm rất là nhẹ nhàng, ca hát nhạc nhẹ nhẹ vậy, dân gian dân dã, cây nhà lá vườn vậy ấy, thế nhưng mà lại Chúa làm cho nó tác động vào tâm hồn của người ta, và đó mới là điều quan trọng nhất. Và hơn thế nữa, một người ngoại đạo mà họ có những suy nghĩ tích cực hơn, biết yêu thương bản thân mình. Có nhiều người không biết yêu thương bản thân mình, cứ suốt ngày đi bảo phải yêu thương người khác, nhưng mà đừng quên rằng yêu người khác như chính bản thân mình. Mình không ghét thân mình thì làm sao mà ghét người khác. Thưa cha, con cũng mới xem xong chương trình Chúng Mình Yêu Nhau. Tuyệt vời lắm cha. Cha lúc nào cũng đem đến cho chúng con những điều tích cực. Và cha đã cho chúng con hiểu một điều là chúng con không chỉ yêu thương những người trong gia đình,
mà còn phải biết yêu thương tất cả mọi người nữa. Con rất hy vọng mọi người sau khi xem xong chương trình, họ biết nghĩ về nhau, biết yêu thương nhau nhiều hơn, biết trân trọng nhau và vun đắp niềm vui và hạnh phúc cho gia đình của họ. Nói về tình yêu nó xúc động đấy. Cảm ơn Chúa giàu lòng thương xót. Tạ ơn Chúa Thánh Linh dẫn dắt chương trình, không có ngôn từ nào diễn tả hết được. Từ MC đặc sắc giọng nói đến ban nhạc quá tuyệt vời. Những bài hát được chọn lựa kỹ, rất đúng và ý nghĩa. Và hơn hết, tinh thần linh hồn của chương trình ca nhạc, Cha được ơn Chúa giải thích cho chúng con hiểu biết về ý nghĩa của ngày Valentine's Day. Âm thanh ánh sáng tuyệt vời. Nhưng điều đáng nói là xem ca nhạc, nhưng trong lòng, mọi người đều có một bài học khắc ghi trong tim. Sống, yêu đời, yêu người, yêu nhau. Ở bên này, bên Đức Nước Hoa Kỳ chúng con, nhiều người được xem mong được trở về đến thăm quán cà phê Khát Vọng một lần. Giữa muôn ánh đèn lấp lánh ở Sài Gòn, đã có một ánh sáng lạ, một ngôi sao lạ trong cà phê Khát Vọng lòng thương xót. Chúng con cảm tạ Chúa, không đủ nói hết những tâm tình của chúng con. Xin Chúa ban tràn đầy thần khí cho Cha, để cho chúng con cùng với Cha bước đi con đường lòng thương xót. Xin Cha cầu nguyện cho chúng con với nhé. Vâng, rất là hân hoan đón chào những anh chị em ở nước ngoài, ở hải ngoại về thăm quê hương, một lần ghé cà phê Khát Vọng lòng thương xót để nhấp ly cà phê, để uống chén trà, ngồi nghe nhạc, nghe những bài nhạc về lòng thương xót, những bài giảng về lòng thương xót, lên góc thì thầm để nghe Chúa nói với mình và mình nói với Chúa, để ngắm thác nước lòng thương xót chảy xuống như là ơn phúc đổ tràn xuống trên cuộc đời mỗi người chúng ta. Tối hôm ngày 12 tháng 2, 2023, con đã theo dõi chương trình ca nhạc chủ đề Chúng Mình Yêu Nhau tại quán cà phê Khát Vọng lòng thương xót từ đầu đến cuối rồi Cha. Và khi vừa nhận được link của Cha gửi, con cố gắng vội vàng gửi link cho nhiều nhóm nữa. Chương trình tổ chức chu đáo, trang trí màu sắc rực rỡ, vui tươi, hạnh phúc, yêu thương, hướng về tình yêu, rất chuẩn và đẹp. Ban nhạc dạo về tình yêu mở đầu chương trình thật là du dương, hay quá. Và mọi người tham dự nhận được một bông hồng thật là thú vị, quá Cha. Ước gì con cũng được hiện diện ở đó. Chúc mừng Cha, buổi ca nhạc nhờ ơn Chúa. Cha điều khiển chương trình chặt chẽ, ăn khớp với nhau trong suốt buổi trình diễn. Con thật vui mừng khi thấy Cha vui khỏe, toát ra tràn đầy năng lượng rất tự nhiên. Cho nên chương trình thật sống động, phong phú, vui nhộn, tạo nên bầu khí rất hào hứng, phấn khởi và thân thiện cho tất cả mọi người theo dõi chương trình. Các bài hát ca ngợi tình yêu và bài ca ngợi tình yêu về Chúa đều được chọn lọc đúng chủ đề, hay tuyệt vời. Ngày lễ Valentine, lễ tình yêu thật đúng nghĩa, không chỉ cho những đôi lứa yêu nhau, mà nó chính là ngày lễ tình yêu được lan tỏa cho tất cả mọi người, mọi cặp vợ chồng, mọi tầng lớp, dù trong đạo cũng như ngoài đời. Và một tình yêu không thể quên lãng trong ngày lễ tình yêu, đó là tình yêu bao la của Chúa. Một tình yêu vĩnh cửu, trọn vẹn, nồng cháy, không bao giờ phôi phai trong lòng thương xót Chúa và trong lòng mọi người chúng ta. Ngày lễ Valentine chính là ngày lễ chúng mình yêu nhau. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con một đêm thật hạnh phúc, vui tươi khi theo dõi chương trình và giúp chúng con hiểu thấu hơn về ý nghĩa đặc biệt của tình yêu. Xin chúc Cha và anh chị em cà phê Khát Vọng và tất cả các nghệ sĩ đóng góp trong đêm ca nhạc đầy tràn ơn phúc của Chúa. Con là Kim Liên Boyd ở bên Australia. Xin Chúa chúc lành cho Cha và nhóm. Chương trình Valentine thật dễ thương. Chương trình cây nhà lá vườn mà vui nhộn, dễ thương, ấm áp. Con xem mà vui theo những cặp đôi, đặc biệt là những cặp đôi lớn tuổi. Tạ ơn Chúa.
Nguyện xin tình yêu Thiên Chúa luôn ở cùng cha và nhóm phục vụ còn đang ở bên Mỹ. Cảm tạ Chúa Thánh Thần đã luôn soi sáng cho cha. Cha ơi, cây nhà lá vườn tuyệt vời không chê chỗ nào được. Trong đôi mắt con, Chúa là tất cả, là niềm vui, là hạnh phúc của chúng con. Sân khấu trang trí bông hồng và những trái tim thắm đỏ tình yêu làm cho con nhớ lại hơn 50 năm của ngày xưa đó, những bài hát yêu thương của tuổi học trò. Cha ở đâu là nơi đó rộn rịp hẳn lên, vui khỏe yêu đời. Cha rời giáo điểm Tin Mừng, tưởng chừng gục ngã, nhưng cha gượng đứng lên với lời nguyện ước, bất chấp dư luận, một lòng theo lòng thương xót Chúa đến cùng. Để đến ngày hôm nay, chương trình của cha đặc biệt không ai giống được. Cảm ơn Chúa đã cho chúng con nghe được từng tiếng, hiểu được từng câu, những diễn tả tâm tình bằng hết tất cả trái tim. Xem qua màn hình còn thấy vui và hạnh phúc lắm. Xin chúc cha và anh chị em luôn đầy tràn tình yêu, lòng thương xót Chúa. Con ở bên Thụy Điển. Chương trình vui dễ thương quá. Người ta hát 60 năm cuộc đời, chú 75 tuổi nhảy twist cũng dễ thương ghê. Nếu cha mời thêm được cặp U80, U90 lên nữa, kể chuyện tình dĩ vãng dại khờ, chắc xỉu ngang xỉu dọc với những bài hát ngày xưa quá. Anyway, bài hát nào cũng hay lắm, mấy bài tủ con vẫn nghêu ngao ngày xưa với những nhạc sĩ Sĩ Phú and Viết Phương. Bây giờ được nghe lại, thấy sống lại thời hạnh phúc ngày xưa. Chương trình tuyệt vời và những bài hát hay. Con cố gắng ở lại đến tháng tới, ngày 19 tháng 3 để coi chương trình kế tiếp. Con đã ở bên Đức về Việt Nam. Con đã xem, vui hay lắm. Nhờ cha giới thiệu con mới biết Valentine's là một vị thánh đã hy sinh vì tình yêu, gọi là bao la tình Chúa. Con thì mê chuyện các thánh, những tấm gương sáng soi để chúng con hiểu được nhiều điều và Chúa muốn nói gì với chúng con. Cảm ơn Cà Phê Khát Vọng có những chương trình hay và bổ ích. Con đã coi, con thấy hay và ý nghĩa, con không biết phải nói thế nào, nhưng con rất thích, rất hợp với con. Con luôn cầu nguyện làm sao con có thể mang tình yêu thương đến cho anh chị em và mọi người trong cuộc sống. Tạ ơn Chúa, những trẻ tham gia đông quá. Cầu Chúa ban nhiều ơn lành cho cha và những anh chị em thiện nguyện. Chúng con ở bên Canada. Đêm ca nhạc tình yêu chúng mình yêu nhau xuất sắc và tuyệt vời, tràn đầy tình yêu thương, lòng thương xót Chúa, ngọt ngào và ấm áp với những trái tim trên sân khấu. Sân khấu trang trí có trái tim, có hoa hồng, có sô-cô-la. Feel very sweet, cảm thấy rất là ngọt ngào. Tạ ơn Chúa ban cho cha và anh em Khát Vọng có những sáng kiến độc lạ. Chương trình rất hay, chọn những bài tình ca vượt thời gian, nồng ấm. Anh chị em hát hầu như bài nào con cũng thích từ đầu đến cuối chương trình. Cảm ơn các nhạc sĩ sáng tác những bài tình ca bất tử. Con thích cha dẫn chương trình hài hước, vui vẻ và mọi người, đặc biệt những đôi tình nhân lên. Dễ thương quá, xin Chúa và mẹ ban cho các anh chị đang yêu, đã yêu tràn đầy vui vẻ hạnh phúc bên nhau suốt đời. Cảm ơn cha và anh chị em Khát Vọng đã tổ chức đêm ca nhạc ngày tình yêu. Con cảm thấy tràn đầy tình yêu Thiên Chúa vô biên, tình người ấm áp. Con Thúy Ngọc bên Australia. Cha và mọi người cứ tiếp tục hát từ trái tim vì nó chạm đến trái tim nhân loại. Thưa cha, sáng nay bé Trâm Anh nhà con đi học về, nu mua một hộp sô-cô-la nho nhỏ hình trái tim. Rồi tới giờ cơm trưa, nó bẽn lẽn mang ra khoe với cả nhà là nó dùng tiền ăn sáng mua để tặng chị Quỳnh Anh. Chúng con hỏi nó là sao lại tặng quà Valentine cho chị. Nó trả lời, hôm qua con nghe cha nói là không phải chỉ có các cặp đôi mới tặng quà cho nhau, mà mình cũng có thể tặng quà Valentine cho những người mà mình yêu thương. Câu trả lời có phần ngây ngô của nó,
cũng làm cho chúng con giật mình. Qua đó chúng con mới thấy rõ được hiệu quả giáo dục của các thông điệp cho truyền tải qua các chương trình ca nguyện. Tạ ơn Chúa đã giúp cho mỗi gia đình, mỗi nhóm, mỗi cộng đoàn chúng con hiểu nhau hơn, gần nhau hơn, để mỗi người chúng con biết sống đúng, sống đẹp, sống tốt hơn mỗi ngày. Vâng, thưa anh chị em và các bạn, tôi cũng nhận được một hộp sô-cô-la. Có hai chị em đưa đến nói chúng con tự tay mua trái dâu. Và đây là dâu gì đó, dâu Hàn Quốc hay là dâu gì đó, nó to đùng như thế này. Rồi nó làm bằng sô-cô-la bọc. Nói không biết có ai tặng cha cái gì không thì chúng con đến tặng cha. Vì cha là người mà chúng con yêu thương. Như cha đã dạy chúng con là tình yêu không phải chỉ là ở đôi lứa, hai đứa với nhau, mà tình yêu phải mở rộng ra hơn nữa. Và sau đó thì tôi nghe hai đứa nó bảo là có một anh, chiều hôm nay anh phải đến anh quay phim với cha, mà anh mặt anh bí xị, anh buồn lắm. Hỏi anh tại sao anh buồn. Anh bảo ngày Valentine mà anh phải bỏ người yêu anh ở nhà. Người yêu đang buồn, bảo là sao lại bỏ em mà đi với cha. Thì anh bảo là phải đi với cha để làm công việc cho mọi người. Thế một lúc sau thì nói là anh ấy vui rồi, bảo sao vậy? Chị ấy bảo rằng là bây giờ chị hiểu rằng Valentine không chỉ là tình yêu của hai người. Mình không thể ích kỷ cho nhau mà phải mở rộng ra với mọi người. Anh ấy đi với cha để làm cho mọi người yêu nhau. Như thế thì cũng có hai đứa ở trong đó. Và như thế thì hai đứa nó yêu nhau hơn. Chứ còn hai đứa không chừng hôm nay đi lại cãi nhau, lại đánh nhau thì mất cả tình yêu. Vâng, thưa anh chị em và các bạn, tôi thấy khi mình làm những chương trình như thế này, bỏ công bỏ sức ra, mà nếu không có ơn Chúa tác động, ơn Chúa soi sáng hướng dẫn thì nói thật, chúng tôi chả biết làm gì đâu. Chúng tôi chẳng có ai là chuyên nghiệp, chẳng ai tốt nghiệp quốc gia âm nhạc hay là trường điện ảnh ra, không biết cái gì cả. Nhưng mà cứ mày mò học vừa làm, rồi thì mình có óc cầu tiến, mình hỏi những người chuyên môn, rồi nhờ họ đến giúp đỡ, họ hướng dẫn. Rồi cứ vừa học vừa làm, cứ nhận mình không biết để học. Còn nếu mình cứ cho rằng mình biết thì chả học được cái gì. Và ngày hôm nay nhận được những tín hiệu lạc quan là một cô bé mà biết tặng quà cho chị của mình và nói rằng là tặng người mình thương, đâu phải cứ phải con trai tặng cho con gái. Và một đứa con trai, một đứa con gái thay vì hờn giận nhau là cũng biết mở rộng lòng ra để cho người yêu mình đến với những người khác. Và tình yêu đó mới là tình yêu thật, tình yêu rộng mở, tình yêu trong lòng thương xót. Còn nếu mà không chỉ có hai đứa mình thì tình yêu đó là tình yêu của những người sống trong ngục tù của tăm tối, thưa anh chị em và các bạn. Bây giờ thì chúng tôi xin được đọc tiếp những lá thư cho anh chị em. Tiếng kèn saxophone mở đầu chương trình Chúng Mình Yêu Nhau với nhạc phẩm Bao Giờ Biết Tương Tư, dìu đưa lòng người đến miền tương tư của một thời mơ mộng. Lần đầu tiên cắn vào trái táo tình yêu để thấy môi miệng nếm vị ngọt đắng. Hoa hồng và chocolate nhắc nhở ngày của những mảnh ghép yêu thương đi tìm nhau. Biểu tượng những trái tim đỏ màu trắng từ nhỏ đến lớn như tình yêu của hai người yêu nhau. Không chỉ với nhau mà còn lan tỏa, mở rộng nơi gia đình, trong nhóm, với cộng đoàn, ngoài xã hội. Hợp nhau trong Thiên Chúa, Chúa là tình yêu. Tình yêu chỉ đẹp khi có lòng thương xót Chúa. Tình yêu sẽ bền chặt khi đặt trong trái tim lòng Chúa thương xót. Những bài hát, trò chơi tuổi thơ đưa ta về miền yêu thương hồn nhiên. Chả cần biết thắng thua hay lợi lộc. Khi yêu, thua sẽ là thắng. Khi biết người yêu vui. Khi yêu mà thắng lại là thua khi người yêu buồn. Lời dẫn, những bài tình ca nồng nàn ấm áp khơi dậy tình yêu của những cặp đôi mới yêu nhau, đang yêu, đã yêu 3 năm, 20 năm, 40, 50 năm. Được nuôi dưỡng chăm sóc để vẫn tươi, vẫn đẹp như những bông hoa hồng đỏ thắm tình yêu. Để quy tất cả về tình yêu của lòng thương xót. Tình yêu bao la không giới hạn. Vào bất cứ điều gì, tình yêu dù sao đi nữa, xin vẫn yêu nhau. Một buổi tối tuyệt vời khi được dìm vào biển tình yêu, biết được ý nghĩa đẹp của ngày Valentine.
còn có ngày của hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng, hoa hồng đen. Chắc sẽ có hoa hồng tím. Mùa chay bắt đầu thứ tư 22 tháng 2 2023, phải không cha? Vâng, chúng tôi sẽ có hoa hồng tím trong ngày 19 tháng 3, mùa chay. Mời chị em và các bạn đến với chủ đề là Tôi là ai? Và thưa anh chị em, còn nhiều những góp ý với anh chị em mình lắm. Đêm ca nhạc vui ý nghĩa lắm. Từ lâu rồi con không nghe những bài về tình yêu đôi lứa, vì sau khi trải qua biến cố hôn nhân, con không còn tin vào tình yêu nữa. Nhưng sau khi xem xong chương trình, con hiểu hơn về ý nghĩa của ngày Valentine, ngày tình yêu, vì con nhận ra tình yêu là một phần của cuộc sống. Tình yêu khiến con người ta vui vẻ, hạnh phúc, cũng có thể khiến tâm trạng đi xuống, cảm thấy buồn phiền. Vì thế nên hãy cứ yêu nhau đi khi còn có thể. Rồi thưa anh chị em, còn nhiều nữa cũng như thế, luôn luôn nói về tình yêu. Và rất là hạnh phúc khi mà thấy những dẫn dắt ấy làm cho mọi người hiểu được, nắm được cái sứ điệp mà chương trình chúng tôi muốn truyền tải tới. Tất cả âm thanh, ánh sáng, lời hát, bài ca, tiếng nhạc, vân vân, tất cả chúng tôi đều có một cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mỗi chương trình để đem chủ đề ấy ghim vào trong lòng người, để mỗi người đi về có gì đó mà đưa về, để biến đổi cuộc sống của mình, hoặc là cảm nhận từ trong trái tim của mình. Giống như là một bạn nào nói, cha và các bạn cứ hát từ trái tim đi, rồi nó sẽ đến với trái tim. Có thể tiếng hát của chúng tôi lạc công, lạc tông, lạc giọng, lạc điệu, có sao đâu. Khi người ta yêu nhau thì của ấu cũng tròn mà, phải không? Của ấu cũng tròn phải không? Khi người ta yêu nhau thì yêu cả đường đi. Mà khi người ta ghét nhau thì ghét cả tông ti họ hàng. Khi người ta yêu nhau thì chín bỏ lầm 10. Và khi người ta yêu nhau thì những cái sơ suất nhỏ nhỏ ta chẳng quan trọng nữa. Ta chú ý đến cái điều lớn hơn, đó là tình yêu. Vì thế mà chúng tôi làm với tất cả nỗ lực của mình, tất cả những gì mà Chúa ban, tất cả khả năng. Tôi nói với anh em là không được ỷ lại, phải làm hết sức với tất cả khả năng của mình, nỗ lực rồi cậy trông. Chứ không phải là chỉ nỗ lực của cá nhân mình mà không cậy trông, chúng ta trở thành người vô thần. Mà nếu chúng ta chỉ cậy trông mà không nỗ lực, chúng ta trở thành người mê tín, trở thành những người ỷ lại, trở thành những người lười, nằm chờ sung rục. Nỗ lực rồi cậy trông, và kết quả là do Chúa. Đây là những kết quả mà cái này là do Chúa chứ không phải do chúng tôi. Chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng mà thôi. Thưa anh chị em và các bạn, bây giờ thì mời anh chị em và các bạn nghe một cái sứ điệp. Cuộc sống là như thế. Cuộc sống là như thế. Sống đúng, sống đẹp. Thứ nhất, sống ở đời, dù bạn tốt đẹp thế nào, cũng không thể nhận hết được sự yêu thương của tất cả mọi người. Đúng không? Dù Đức Giáo Hoàng đi nữa, cũng đâu có thể nhận được sự yêu thương của tất cả mọi người. Cũng có rất nhiều người chống đối. Dù là Tổng thống đi nữa, cả nước đâu phải người dân nào cũng thương, cũng mến. Cho nên dù bạn tốt đẹp thế nào, các thánh người ta có ghét không? Các thánh người ta có thương hết tất cả không? Không. Cho nên dù bạn tốt đẹp thế nào cũng không thể nhận hết được sự yêu thương của mọi người. Vì vậy mà đừng buồn khi có người ghét và kẻ thương. Vì có người hâm mộ sẽ có người ghét bỏ. Có ai đó ganh tị, ắt sẽ có kẻ chẳng coi bạn ra gì. Nếu họ ganh tị, họ chẳng coi mình ra gì. Nếu người có thiện cảm coi chương trình Valentine's Day họ nói hay. Nhưng mà có những người không thiện cảm, vơ vẩn, ông trà, ông cụ lên, nhảy nhót, ngứa mắt, vơ vẩn. Có đúng không ạ? Thế thôi. Cuộc sống là như thế. Bạn không thể làm hài lòng hết thảy được. Đừng vì để vừa lòng người khác mà đánh mất bản chất của mình.
Vì ai cũng có những nguyên tắc và sự tự tin riêng của họ. Đừng vì làm vừa lòng người mọi người rồi đánh mất cái bản chất của mình mà không biết mình là ai nữa. Điều đó mời anh chị em và các bạn đến với ngày 19 tháng 3, chúng tôi sẽ nói rõ hơn tôi là ai. Tôi chạy theo xu hướng này, tôi chạy theo lời khen, chạy theo tiếng chê có còn là tôi nữa hay không? Để làm vừa lòng mọi người vậy thì tôi là con rối à? Tôi là ai? Thôi, để ngày 19 tháng 3 nói tiếp, nói giờ hết hay. Chúng ta qua miệng người khác không phải là con người toàn diện, mà có rất nhiều phiên bản khác nhau. Nên chỉ cần làm một bản chính mà tốt là được rồi. Bởi vì người đời ánh mắt giống nhau nhưng góc nhìn khác nhau. Ánh mắt giống nhau đó, mắt hai người này mắt giống hệt nhau, đẹp thiệt. Nhưng mà góc nhìn mỗi người khác nhau. Con này nó mắt đẹp nhưng mà nó nhìn mọi người mắt cú vọ không à. Nó nhìn tiêu cực, nhìn ai cũng toàn thấy điều sai, điều xấu. Con này cũng mắt giống như vậy. Nếu mà đếm lông mi chắc hai đứa bằng nhau, đo cũng bằng nhau. Nhưng mà mắt con bé này vì cái tâm hồn của nó trong sáng nên nó nhìn mọi sự đều tích cực và lạc quan. Thấy chưa? Thì ta không phải là con người toàn diện, mà có nhiều phiên bản khác nhau thì hãy là một phiên bản chính. Mình như thế nào? Hãy là mình đi. Miệng giống nhau, phải không? Nhưng mà mỗi người nói một cách khác nhau, có đúng không? Trái tim cấu tạo tương đồng. Ai mà chẳng có trái tim đập như thế, chẳng có máu đen, máu đỏ, rồi tâm thất, phải tâm nhĩ, rồi đủ thứ hết. Trái tim cấu tạo giống nhau, nhưng cái suy nghĩ lại rất khác nhau. Cùng nhịp đập trái tim đấy, nhưng mà suy nghĩ khác nhau. Tiền của giống nhau, anh có 100% không? 100 đô có không? Có không? Có, tôi cũng có 100 đô. Anh có 100 đô, tôi cũng có 100 đô. Tiền của giống nhau, nhưng chi tiêu mỗi người khác nhau. Anh lấy 100 đô, anh giúp làm công tác bác ái mùa chay nhóm thiện nguyện Tín Thác với khát vọng sắp đi trong mùa chay này 2023. Tôi nói anh em phải đi thôi, làm công tác mùa chay bắt buộc thôi, vì cầu nguyện hy sinh và việc bác ái không thể tách rời nhau được. Anh lấy 100 đô anh giúp, còn tôi lấy 100, tôi cũng xài, mà tôi xài cho tối. Tối nay tôi có hẹn với mấy bạn nhậu, gọi là đến nơi đến chốn. Biết 100 có đủ hay không đây này chứ, loạn quang là phải ký sổ đây này chứ. Tiền giống nhau, cũng hình hài đó, nhưng cách chi tiêu mỗi người khác nhau. Cho nên cũng là con người, nhưng mỗi cá nhân có một cách sống khác nhau. Cần tự tin để bước đi trên đôi chân của mình, chứ không dựa dẫm vào ai khác. Có một niềm tin, có một lòng sắc tín, có một con đường, cứ đường đó mà bước đi trên đôi chân của mình. Mình là mình, không là phiên bản của ai khác. Tôi là ai? Thôi, để 19 tháng 3 nói tiếp. Đại bàng không có tiếng cổ vũ. Có ai vỗ tay hoan hô đại bàng, không có đại bàng không? Nhưng mà nó vẫn tung cánh lên cao mà. Con người tại sao cứ phải cổ vũ rồi mới làm được? Hả? Tại sao phải cứ có người khen thì mới làm được? Có người nói trai cái này nó không cắm bông nữa đâu trai, bảo sao vậy? Vì cha chả nói gì nó chán, nó không cắm nữa. Tôi có cái lỗi của mình, có khi không có được quan tâm, có lỗi của mình. Nhưng mà nếu mà mình làm chỉ để cho cái tiếng vỗ tay, cho lời khen thì cái đó chú bảo uổng quá, được trả công cả rồi. Cho nên tôi nói anh em cứ làm thôi. Mình làm chương trình nào cứ làm hết sức thôi. Có người khen thì cũng có người chê mà. Mà không có người khen thì mình vẫn cứ làm mà. Tại vì mình làm cho Chúa mà, làm cho biết bao nhiêu người khác, chứ đâu phải chỉ làm cho bằng này người để họ khen đâu. Cho nên đại bằng không có tiếng cổ vũ cũng vẫn tung cánh bay cao. Tôi ngồi trong căn phòng 4 bức tường, tôi vẫn tiếng nói vẫn vang cùng khắp nơi mà, vẫn bay cao mà. Đâu cần phải đến trước 50.000 người để họ vỗ tay rồi mới giảng được đâu. Đúng không ạ? Em nó quay phim mà còn có mình con với cha rồi, cha có giảng đâu mà. Mày cứ quay đi, tao vẫn cứ giảng được mà. Đâu sao đâu. Vì hôm đó các bạn bận hết của mình, nó vừa quay vừa
dọn hoa, vừa dọn bàn, vừa dọn đủ mọi thứ. Có mình nó xoay như trong chóng rồi, vậy cha có giảng đâu, bỏ được. Và bằng đó người hay bằng không người cha giảng đâu, vẫn cứ giảng. Đại bàng không có tiếng cổ vũ vẫn tung cánh bay cao. Đâu phải là cái con chim sẻ đâu mà phải tít 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 thì mới bay. Tít 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 chỉ là chim sẻ thôi. Không có tiếng cổ vũ mà vẫn bay mới là đại bàng, mới là phượng hoàng. Đám cỏ không cần người chăm sóc cũng vẫn tự biết vươn lên mà. Đám nghiến cỏ coi, mày vươn đó. Đâu ai chăm đâu, có khi người ta còn cắt cỏ đấy chứ, phải không? Một rồi nhổ cỏ nữa chứ, mà nó vẫn tự nó vươn lên được mà. Nhớ không? Hoa dại trong núi sâu, dù không ai thưởng thức, nó vẫn tỏa hương thơm ngát. Chứ đâu phải là cứ có người đi ngang qua mới hương. Rồi suốt cả hết năm này không ai, năm kia không ai đi rồi nó không tỏa hương à? Rồi nó không tỏa hương thì riết có người đi qua nó có tỏa hương được nữa không? Không, vì nó không quen. Bây giờ muốn tỏa, bây giờ sao tỏa, giờ quên rồi, tiếu. Cho nên, suy nghĩ đi, đại bàng, đám cỏ, hoa dại. Suy nghĩ đi, đại bàng không tiếng cổ vũ vẫn tung cánh bay cao. Đám cỏ không cần người chăm sóc cũng tự biết vươn lên. Hoa dại trong núi dù không ai thưởng thức vẫn tỏa hương thơm ngát. Tại sao cứ phải người ta ký vào sổ rồi rao lên thì mới đóng góp? Vì như vậy mới là đại ân nhân. Không đóng ký sổ, không rao tên mà vẫn đóng góp, có là ân nhân không? Vậy thì mình không, nếu không như thế thì mình có hơn gì đại bàng, có hơn gì đám cỏ và có hơn gì hoa dại. Làm việc không cần người người đều thấu hiểu, chỉ cần dốc lòng hết sức thôi. Bạn cứ dốc lòng hết sức làm, bạn chạy chương trình vẫn tốt, đâu cần ai hiểu đâu. Chỉ cần dốc hết lòng hết sức mình, chú bạn cho 5 nén, xài hết 5 nén rồi. Đâu cần ai cũng hiểu thấu mình đâu. Đúng không ạ? Có khi người ta còn chửi, người ta còn chê, thằng khùng, thằng khờ. Đi làm ngoài kia có tiền nhiều không làm, đâm vào quán này làm, chả có đồng nào còn bị cha la nữa. Làm người không cần ai ai cũng yêu mến mình. Chỉ cần mình thẳng thắn, rộng lượng là đủ rồi. Có lòng thương xót là đủ rồi. Đâu phải ai cũng yêu mến mình đâu. Làm người mà chẳng có ai có thể có khả năng là được mọi người yêu mến. Nói xin lỗi Phạm Thượng nha, Chui Su có được mọi người yêu mến không? Có không? Nếu mà có thì nó chả đóng đinh lên thập giá à? Thấy chưa? Nếu mà có nó ra bảo, nó chả nói là mát mát điên điên khùng khùng. Chúa còn chẳng được mọi người yêu mến, tại sao mình cứ đòi mình phải được mọi người yêu mến? Mà lỡ có người không yêu mến mình là thế con buồn, con chán, anh ấy chê con, chê cậy nó, tao khen mày được rồi. Vì cái gì mà cứ sợ vậy? Ta cứ luôn luôn là cứ làm sao mà phải được mọi người yêu mến cơ. Không được yêu mến thì là mình buồn, mình tủi, mình tức, mình giận, mình hờn. Ngồi bó củi nãy giờ chẳng ai yêu, tội nghiệp. Không ai yêu thì sao? Thì tôi yêu tôi cũng được à? Được không? Chúa yêu tôi không đủ à? Suốt ngày đi cứ phải lo người này thương, người kia quý, người kia mến mới chịu được. Không có thì buồn rồi, không làm việc. Con chẳng còn sức để làm việc nữa. Sao vậy? Chẳng ai nói gì hết. Mệt quá đi. Được chưa? Thôi giờ đọc một vài cái lá thư cho anh em phấn khởi thêm nhé. Thư qua tin lại. Thưa cha, con muốn gửi ít quà cho các em nghèo ở Việt Nam. Sinh nhật con năm nay đúng ngày Tết. Năm nay con không tổ chức sinh nhật. Thay vào đó, con dành số tiền tổ chức sinh nhật gửi về Việt Nam. Nhờ cha và các anh chị thiện nguyện mua quà giúp cho các em nghèo. Con muốn thực hành theo lời Chúa dạy. Dù bạn bè con sinh nhật toàn tổ chức, rồi bạn con họ có hỏi,
không mời bạn bè đi ăn à, không mời bạn bè đi ăn sinh nhật của mày à. Nhưng con trả lời là không. Con không nói rõ lý do với bạn con, vì việc thiện nguyện con làm không muốn người khác biết, chỉ con với Chúa biết là đủ rồi. Xin Cha cầu nguyện cho con, gia đình và mọi người trong năm mới bình an và tràn đầy hồng ân Chúa nhé. Và con được luôn siêng năng công việc nhà Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, tôi nhận được nhiều món quà đặc biệt lắm. Những món quà sinh nhật của đứa bé 4 tuổi, 7 tuổi, mẹ nói: thưa cha, năm nay con không làm, mà cháu cũng không muốn làm. Nó gửi tiền này để cho bạn nghèo, thay vì mừng sinh nhật. Rồi có một bà từ bên Úc về, đưa tôi cặp nhẫn cưới. Bảo: thưa cha, đây là cặp nhẫn cưới của chúng con. Chồng con nó chết rồi, bây giờ đâu có đeo, chết thì con gỡ ra. Bây giờ chồng con chết, con đâu đeo làm gì nữa, con gỡ ra. Con về Việt Nam đưa cha cặp nhẫn cưới này để cha làm bác ái giúp cho những người nghèo thì hay hơn, ý nghĩa hơn, và họ cầu nguyện cho chồng con thì hay hơn là con giữ để mà kỷ niệm rồi chẳng được ích lợi gì. Nhiều lắm, bây giờ nhiều anh chị em mừng sinh nhật hay là bổn mạng gì đó bằng cách là: thưa cha, con muốn mừng sinh nhật bằng cách làm bác ái. Con là Anna Nguyễn Thị Hương ở Quảng Bình. Xin cha cầu nguyện cho gia đình con và con của con đã sống xa Chúa nhiều năm và đã mất hết mọi sự. Nay có ơn Chúa, con của con đã chạy đến với bí tích giải tội và đã được đón rước mình máu thánh Chúa rồi. Con mừng lắm. Đúng là Chúa thật tuyệt vời, Chúa cao cả, Chúa nhiều lòng thương xót bao la. Cảm ơn Chúa và Đức Mẹ. Xin cho mỗi người trong gia đình chúng con biết kính sợ Chúa. Một chút khôn ngoan, một chút đạo đức, một chút ánh sáng của Chúa, một chút biết lắng nghe lời Chúa và yêu mến Chúa nhiều hơn. Và xin cho chúng con được sáng con mắt tâm hồn. Lạy Chúa, chúng con cần Chúa. Cách đây một tháng, con xin cha gửi cho con 2 cái đài, tức là những cái radio này, người Bắc gọi là cái đài. Gửi cho con 2 cái đài cho mẹ vợ của con là người ngoại đạo. Mẹ vợ con bị bệnh, con rất vui vì món quà mà cha gửi cho mẹ của con. Và con vui và hạnh phúc hơn khi cả bố và mẹ vợ của con đều rất thích nghe và đón nhận lời Chúa, dù họ là người ngoại đạo. Bố mẹ vợ con ở Thanh Hóa, cả một khu vực rộng lớn không có nhà nào đi đạo. Con về làm rể được 10 năm, cũng nhờ biết đến lòng thương xót Chúa và hàng ngày cầu nguyện kinh mân côi mà con cố gắng sống tốt để lo cho vợ, cho con. Chính vì vậy mà bố mẹ con biết đến đạo Công giáo, biết đến Chúa. Hàng ngày con vẫn lên lỉ cầu nguyện xin Chúa ơn chữa lành cho mẹ của con nếu đẹp lòng Chúa. Con biết đến lòng thương xót Chúa được 5 năm rồi, được 7 năm rồi. Rất tình cờ cha ạ, cháu của con có cái đài lòng thương xót của cha. Con muốn nghe thử. Mới đầu nghe con khó chịu lắm, con nói vớ vẩn. Con định xóa đi, tải nhạc về để nghe. Nhưng nghe được mấy ngày, con bị cuốn hút vào lòng thương xót Chúa. Bây giờ con rất hạnh phúc, vì mỗi ngày con được nghe cha giảng lời Chúa. Cảm tạ Chúa vì mọi ân lành Chúa ban cho con cách riêng, cho gia đình con và toàn thế giới. Chúc cha khỏe mạnh và tràn đầy hồng ân Chúa. Thưa anh chị em, thường là một người con rể, về nhà bố mẹ vợ và cả khu vực đó đều không có đạo, thì người con rể làm sao? Bỏ đạo luôn. Bỏ đạo luôn. Đây một mình giữa một khu vực cả gia đình và những người khác đều không có đạo. Nhờ họ biết đến lòng thương xót Chúa cũng chỉ qua một cái đài của đứa cháu. Mà lúc đó cũng chẳng muốn nghe, muốn đập đi, còn muốn tải nhạc khác về mà nghe, cho rằng là vớ vẩn. Nhưng mà trước khi đập đi, trước khi xóa đi thì nghe thử một lần cho biết. Và Chúa đã dùng chính cái phút bù giờ đó để mà cứu linh hồn người ấy đến với lòng thương xót Chúa. Và qua người ấy cả một khu vực, đặc biệt là bố mẹ vợ đã biết đến lòng thương xót Chúa và loan tỏa cho khu vực ngoại đạo đấy. Ta thấy đường lối của Chúa. Đâu phải dùng người đạo đức thánh thiện ngay từ đầu đâu. Cũng một người muốn chống phá
cản trở lòng thương xót Chúa đấy. Nhưng mà bây giờ giống như là Phao-lô chống phá, nhưng mà khi trở lại thành một tông đồ sốt sáng. Cách đây không lâu, con đã viết thư nhờ cha cầu nguyện cho người em vợ của con là Phao-lô Trung. Em ấy bị ung thư tuyến giáp đã di căn, mọi hy vọng bị sụp xuống. Mọi người trong gia đình nghĩ rằng ung thư đã di căn tức là giai đoạn cuối, không ai hy vọng gì được nữa. Thế mà đúng phút bù giờ, Chúa ra tay cứu em ấy qua lần phẫu thuật cắt hết cả hai thùy. Sau đó chỉ xạ trị có một lần. Hôm nay em ấy đã dường như khỏi hẳn, làm việc bình thường, cảm thấy không có bệnh tật gì hết. Trước đây gia đình con cũng được nhiều ơn của Chúa, đặc biệt là ơn Chúa biến đổi con từ một con người là tứ đổ tường, ăn chơi trác táng, không món ăn chơi nào là không biết. Một người tứ đổ tường như vậy mà bây giờ con đã trở thành một con người biết từ bỏ mọi sự, siêng năng đọc kinh lần hạt, nghe bài giảng của cha mỗi ngày. Bây giờ một ngày không nghe cha giảng là con không thể ngủ được. Chúc cha sức khỏe, tiếp tục nấu những món ăn tinh thần mỗi ngày cho chúng con. Thưa anh chị em và các bạn, có lẽ cũng phải ngưng lại để mà ăn mấy trái dâu sô-cô-la này, vì nãy giờ tôi cũng thèm lắm rồi. Và cũng để giờ mà nhấp ly cà phê và uống ly trà chuẩn bị cho chương trình ngày 19 tháng 3. Rất mong có nhiều anh em chơi nhạc trong các ban nhạc, có nhiều các anh chị và các bạn trong các ca đoàn, ngay cả những người không có đạo mà có giọng hát tốt Chúa ban, xin đến với chúng tôi, cộng tác với chúng tôi để lan tỏa tình yêu lòng thương xót Chúa qua lời ca, qua tiếng hát, qua tiếng đàn và qua những gì mà anh chị em có khả năng. Vì có những người chuyên về trống, về đàn, có những người chuyên về kỹ thuật, về quay phim, về điện ảnh gì đó. Xin mời cứ đến với chúng tôi, luôn luôn là nơi chiêu hiền đãi sĩ. Bảo đảm chúng tôi có một cái điểm rất đặc biệt là không hề trả công. Nhưng mà ơn thì rất lớn, vì Chúa đã trả cho anh chị em và các bạn nhiều gấp ngàn ngàn lần chúng tôi rồi. Xin mời anh chị em và các bạn, những người có máu nghệ sĩ, có những giọng ca, có tiếng hát, tiếng đàn và những kỹ thuật của các bạn đến với Cà phê Khát vọng lòng thương xót, để chúng ta cùng nhau đóng góp mà loan truyền lòng Chúa thương xót. Duy nhất con đường đưa ta đến cùng Chúa Cha, đó chính là đường Giê-xu mặt sáng phàm trần. Xin Chúa ân cần hãy đến với lòng xót thương, Chúa sẽ chữa lành đem ta về bên yêu thương. Giê-xu là đường thương xót, là lòng thương xót luôn luôn mở rộng cho ai chạy đến nương nhờ. Dù cho vất vả khó nghèo suốt đời khổ đau, van xin thân cầu Ngài thương.